Tòa án ở Quảng Tây, Trung Quốc bỏ tù luật sư với cáo buộc lật đổ nhà nước. Các công ty của Úc từ chối làm biển quảng cáo phản đối Thế vận hội mùa đông vì sợ Bắc Kinh nổi giận. Họp kín, ông Tập Cận Bình tiết lộ kinh tế lâm nguy. Giáo sư Harvard bị buộc tội nói dối về quan hệ với Trung Quốc bị đưa ra xét xử. Con trai cựu Tổng thống Panama nhận tội rửa tiền. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cần có chiến lược để doanh nghiệp tỷ phú Việt Nam đầu tư cho công nghệ. Kính chào quý vị, sau đây là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp trưa ngày 15 tháng 12 của DKN TV. Tòa án ở Quảng Tây, Trung Quốc bỏ tù luật sư với cáo buộc lật đổ nhà nước. Thưa quý vị, Tòa án thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây hôm 14 tháng 12 đã tuyên phạt luật sư nhân quyền Trần Gia Hồng 3 năm tù với cáo buộc kích động lật đổ quyền lực nhà nước, một tội danh thường thấy với những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc. Vợ cũ của luật sư Trần, bà La Phần cho biết, ông là một nhà phê bình nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông không có mặt tại phiên tòa tuyên án nhưng được kết nối bằng liên kết video từ trại giam. Trần Gia Hồng không có mặt tại tòa án, bà La Phần nói với RFA hôm thứ Ba. Ông ấy đã nghe phiên điều Trần qua liên kết video từ trại giam. Bà La Phần cũng lo lắng cho sự an toàn của luật sư Trần. Bà nói, Trần Gia Hồng tiết lộ ông đã bị các thành viên băng đảng trong trại giam đánh đập. Luật sư bào chữa của ông Trần, ông Lô Tư Vị nói rằng sự thẳng thắn của ông Trần có thể đã thu hút sự phẫn nộ của các nhà chức trách. Luật sư này nói, ông ấy có tính cách ngông, tất nhiên từ góc độ tự do ngôn luận, bạn có thể nói bất cứ điều gì, nhưng từ góc độ luật sư của chúng tôi, là một luật sư, bạn phải nói một cách logic. Tuy nhiên, ông Trần sẽ thể hiện điều đó bằng những từ ngữ mỉa mai và nói một cách mạnh mẽ hơn. Nhận xét của ông ấy có thể hơi cực đoan, nhưng ông ấy không gây ra mối đe dọa thực chất và không cấu thành tội kích động lật đổ quyền lực nhà nước. Luật sư Trần Gia Hồng hiện đã bị giam trong một trại tạm giam trong 2 năm 8 tháng và ông dự kiến sẽ mãn hạn tù vào tháng 4 năm sau. Các công ty của Úc từ chối làm biển quảng cáo phản đối Thế vận hội mùa đông vì sợ Bắc Kinh nổi giận. Taiwan News đưa tin, một đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa một nhà hoạt động người Úc và một nhân viên công ty làm biển quảng cáo tiết lộ rằng họ đã áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với các quảng cáo chống Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông ấy. Cụ thể, trong những ngày gần đây, Ryu Pavlov, một nhà hoạt động nhân quyền tranh cử vào Thượng viện Úc, đã phối hợp với nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Trung Quốc Badu Cao thiết kế một loạt quảng cáo phản đối Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh để đưa lên các bảng quảng cáo ở Brisbane, Úc. Tuy nhiên, ông Pavlov phát hiện ra rằng ông đã bất ngờ bị các công ty làm biển quảng cáo của Úc từ chối. Vào thứ Ba 14 tháng 12, ông Pavlov đã đăng lên Facebook và Twitter đoạn âm thanh về cuộc trò chuyện với đại diện công ty làm biển quảng cáo. Trong đoạn âm thanh, người đại diện cho biết, giám đốc điều hành của Goa, một nhà sản xuất biển quảng cáo lớn ở Queensland, đã tổ chức một cuộc họp với các giám đốc điều hành của tất cả các công ty làm biển quảng cáo và họ kết luận rằng 3.000 đô la Úc mà ông Pavlov muốn chi cho quảng cáo không xứng đáng với rủi ro mà ngành công nghiệp sẽ phải gánh chịu từ việc chọc giận chính phủ Trung Quốc. Vị đại diện này cho biết, hầu hết nguồn cung cấp của ngành để làm biển quảng cáo, bao gồm cả thép, đều có xuất xứ từ Trung Quốc và nếu tin tức về các bảng hiệu đến được Bắc Kinh thì công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thứ hai, các công ty lo ngại rằng việc làm những quảng cáo như vậy có thể tạo ra rủi ro an ninh mạng vì tin tặc Trung Quốc có lẽ sẽ tấn công công ty họ và chi phí họ phải bỏ ra rất lớn. Ông Pavlov cũng nhấn mạnh, bây giờ không thể đặt bất kỳ biển quảng cáo nào với bất kỳ công ty nào ở Úc với thông điệp chống Trung Quốc. Tuy nhiên, Pavlov lưu ý quảng cáo của ông không chống Trung Quốc mà là chống Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là vấn đề. Thưa quý vị, năm 2022 đang đến gần, các nhà chức trách Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc họp kín về công tác kinh tế Trung ương. Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đều tiết lộ rằng nền kinh tế Trung Quốc đang gặp rất nhiều thách thức và không lạc quan. Rốt cuộc, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tốt hay xấu vào năm 2022? Những thách thức lớn mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt là gì? Sau đây, xin mời quý vị đến với góc nhìn của học giả Đường Hạo. Báo cáo cho biết, từ ngày 8 đến 10 tháng 12, tại Bắc Kinh đã diễn ra Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, có 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị tham dự cuộc họp. Truyền thông nhà nước đưa tin, hội nghị cho biết sự phát triển kinh tế của đất nước đang phải đối mặt với các áp lực khi nhu cầu thu hẹp, cú sốc nguồn cung và kỳ vọng suy yếu. Ngoài ra, môi trường bên ngoài ngày càng trở nên phức tạp, khắc nghiệt và không chắc chắn. Nói một cách đơn giản, nhu cầu thu hẹp là ngày càng có nhiều người chi tiêu ít hơn, mua sắm ít hơn, điều này dẫn đến sự suy giảm trong nền kinh tế tiêu dùng. Cú sốc nguồn cung liên quan đến tác động của dịch bệnh khiến việc nhập khẩu nguyên liệu thô không đạt yêu cầu,
v.v. dẫn đến hoạt động sản xuất của các công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng. Còn kỳ vọng suy yếu có nghĩa là dữ liệu kinh tế mới nhất khác với ước tính ban đầu của chính phủ. Dữ liệu kinh tế thực tế ngày càng yếu đi, điều này cũng khiến cho các dự báo kinh tế trong tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn lạc quan nữa. Ngoài ra, môi trường bên ngoài rất phức tạp, trầm trọng và bất định. Đó là dịch bệnh trên quốc tế đang biến động, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xấu đi và nhiều nước đã tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, v.v. Những yếu tố bên ngoài này sẽ mang lại nhiều bất ổn và áp lực cho nền kinh tế Trung Quốc. Nói một cách thẳng thắn, nền kinh tế Trung Quốc nói chung đang phải đối mặt với áp lực kép của rắc rối bên trong lẫn bên ngoài. Thực ra, những phát biểu này không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi trong tháng 11, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã 3 lần công khai nhấn mạnh rằng nền kinh tế Trung Quốc đang đi xuống. Ngoài ra, giáo sư kinh tế Li Daoqi hôm 2 tháng 12 cũng tuyên bố rằng vài năm tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế Trung Quốc kể từ khi cải cách và mở cửa, nhắc nhở người dân rằng thời kỳ khó khăn đang đến. Các bài phát biểu chính thức này đều cho thấy một vấn đề giống nhau, đó là kinh tế Trung Quốc vào năm 2022 rất trầm trọng và bi quan. Khó khăn kinh tế có thể còn tiếp diễn trong vài năm tới. Gọi liên tiếp 25 từ ổn định phản ánh sự bất ổn cao của nền kinh tế Trung Quốc. Hãy quay lại báo cáo của các phương tiện truyền thông đảng. Chúng ta đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Hội nghị cho biết đây là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị của đảng và đất nước. Chúng ta phải duy trì một môi trường kinh tế ổn định và lành mạnh. Chúng ta phải tiếp tục làm tốt 6 ổn định và 6 bảo đảm. Cuộc họp cũng cho rằng công tác kinh tế năm tới phải đi đầu và tìm kiếm tiến bộ, đồng thời duy trì sự ổn định. Xin lưu ý, chúng ta có thể thấy rằng cuộc họp bàn công việc này xoay quanh một từ chính là ổn định. Trong thông cáo báo chí này của các phương tiện truyền thông đảng có tới 25 từ ổn định. Mọi người đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thường hét lên những gì nó thiếu. Nếu trong đảng không trung thành, nó sẽ hô hào mọi người hãy trung thành. Nếu trong đảng chống lại Tập Cận Bình, thì nó sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ Tập Hạt Nhân. Bây giờ ông Tập đã gọi ra ít nhất 25 từ ổn định tại cuộc họp, có nghĩa là tình hình thực tế của nền kinh tế Trung Quốc đang rất bất ổn. Vậy, những vấn đề kinh tế cụ thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất bất ổn là gì? Theo tôi có 7 điểm chính. Điểm bất ổn 1. Ảnh hưởng của dịch bệnh và chiến tranh thương mại, các doanh nghiệp sẽ sa thải nhiều lao động, khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng nhất về vấn đề thất nghiệp tư nhân bởi vì một đội quân thất nghiệp lớn sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho chế độ. Do đó, mục đầu tiên của cái gọi là 6 ổn định của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ổn định việc làm và mục tiêu đầu tiên trong 6 bảo đảm cũng là bảo đảm việc làm cho người dân. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần hô hào 6 ổn định và 6 bảo đảm. Điều này trên thực tế ngụ ý rằng tình hình việc làm thực tế của Trung Quốc là khá xấu và chính phủ phải nhiều lần nhấn mạnh việc làm ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế ở Trung Quốc cao bao nhiêu? Chúng tôi đã nói rằng đây là bí mật tuyệt đối được chính phủ giữ bí mật. Nhưng Yao Yang, trưởng khoa nghiên cứu phát triển quốc gia của Đại học Bắc Kinh, tiết lộ rằng tỷ lệ thất nghiệp thực tế của Trung Quốc vượt quá 20% và số người thất nghiệp thực tế vượt quá 100 triệu. Ngoài ra, đừng quên rằng số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc năm nay đã vượt quá 9 triệu người và họ đã rất khó tìm được việc làm, chưa kể sinh viên tốt nghiệp đại học năm sau sẽ vượt quá 10 triệu người. Nói cách khác, đội quân đã tốt nghiệp ngày càng đông sẽ hội tụ, không chỉ cạnh tranh nhau về việc làm mà còn có thể mang đến những thách thức và thử thách to lớn cho chế độ Cộng sản Trung Quốc. Bất ổn 2. Chuỗi cung ứng bị thắt chặt, giá cả tăng chóng mặt, chi phí của doanh nghiệp tăng cao. Thời gian gần đây, dù là ở Trung Quốc hay nước ngoài, dịch bệnh đã gây ra các vấn đề sản xuất công nghiệp hoặc giao thông vận tải. Ngoài ra, nguồn cung năng lượng và nguyên liệu thô thiếu hụt khiến chuỗi cung ứng bị thắt chặt hoặc bị gián đoạn. Cuối cùng ảnh hưởng đến sản xuất, cung không đủ cầu khiến giá cả tăng mạnh. Vì vậy, hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang trải qua áp lực tăng giá và lạm phát trầm trọng, và Trung Quốc cũng vậy. Theo thống kê, chỉ số giá sản xuất PPI của Trung Quốc đã tăng vọt trong năm nay, đạt 13,5% vào tháng 10, và mặc dù nó giảm nhẹ xuống 12,9% trong tháng 11, nó vẫn cao hơn các chuyên gia dự kiến. Nói trắng ra, các doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc đang phải đối mặt với chi phí sản xuất ngày càng cao, chi phí mua nguyên liệu và năng lượng ngày càng cao. Điều này sẽ gây ra hai kết quả. Thứ nhất, công ty từ bỏ sản xuất và chọn đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Điều này sẽ làm gia tăng vấn đề thất nghiệp. Thứ hai, các công ty tiếp tục sản xuất và chuyển chi phí gia tăng cho người tiêu dùng. Điều này sẽ làm cho giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng tiếp tục tăng. Bất ổn 3, giá cả tăng cao, thu nhập giảm và người dân giảm tiêu dùng. Cuộc họp lần này nhấn mạnh sự cần thiết phải làm tốt việc bảo đảm cung cấp ngũ cốc, dầu, thịt, trứng, sữa, trái cây và rau quả
và bảo đảm thanh toán tiền lương cho người lao động nhập cư. Tại sao chúng ta phải đặc biệt nhấn mạnh những điều này? Như tôi vừa nói, vấn đề lạm phát xảy ra khắp nơi trên thế giới và Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Theo số liệu chính thức, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm nay tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao kỷ lục trong vòng 15 tháng. Và điều đáng sợ nhất là chỉ riêng giá rau đã tăng hơn 30% so với năm ngoái. Một khi giá cả tăng cao, nhiều người sẽ bị sa thải, thất nghiệp hoặc bị giảm lương. Khi đó, thu nhập của mọi người nói chung giảm và mức tiêu dùng đương nhiên sẽ giảm theo. Điều này sẽ tiếp tục đưa nền kinh tế đi xuống. Bất ổn 4. Nợ chính phủ nhiều, biên chế khó khăn, không có tiền để mở rộng đầu tư. Trung Quốc là quốc gia nợ lớn, không chỉ có các doanh nghiệp tư nhân như Evergrande mắc nợ, thậm chí con số nợ của chính quyền địa phương cũng liên tục lên mức cao mới. Theo thống kê chính thức, trong 10 tháng đầu năm nay, tổng lượng trái phiếu do các chính quyền địa phương phát hành trên cả nước đã lên tới gần 30.000 tỷ nhân dân tệ. Đây chỉ là món nợ rõ ràng có thể công khai trên sổ, còn khoản nợ ngầm không thể công khai thì không thể ước lượng được. Tại cuộc họp lần này, các quan chức nói, các cơ quan đảng và chính quyền phải kiên quyết sống chặt chẽ, kỷ luật tài chính và kinh tế nghiêm ngặt, kiên quyết kiềm chế các khoản nợ tiềm ẩn mới của chính quyền địa phương. Nói cách khác, các quan chức đã thú nhận chính quyền địa phương hiện đang nợ nần chồng chất và khó khăn về tài chính. Vì vậy, không chỉ công chức ở nhiều vùng bị buộc phải cắt giảm lương, nhiều công chức sử dụng thời gian rảnh rỗi để làm công việc bán thời gian để tăng thu nhập. Vì chính phủ đã khó trả lương nên có thể hình dung rằng chính quyền địa phương sẽ càng khó khăn hơn để có tiền đầu tư vào xây dựng công và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của địa phương phát triển. Điểm bất ổn 5. Rủi ro chính trị gia tăng đối với các công ty giàu có. Thịnh vượng chung là chính sách chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai gần. Cuộc họp này cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải hiểu đúng và nắm bắt được các mục tiêu chiến lược và cách thức thực tế để đạt được mục tiêu thịnh vượng chung. Và cũng nói, đây là một quá trình lịch sử lâu dài và chúng ta phải kiên định để tiến tới mục tiêu này. Điều này có nghĩa là bàn tay của Đảng sẽ luồn vào túi của tất cả các doanh nghiệp. Ví dụ, Jack Ma gần đây đã công khai tuyên bố rằng để phù hợp với chính sách thịnh vượng chung, 5 lợi ích chính sẽ được bổ sung cho nhân viên của ông, bao gồm trợ cấp nhà ở, nghỉ phép hưởng nguyên lương, nghỉ phép hàng năm có lương, v.v. Nói trắng ra, Jack Ma đã trở thành con ngựa đầu đàn và lần đầu tiên cống hiến tài sản doanh nghiệp của mình cho Đảng. Máy rút tiền của Đảng đã sử dụng những khoản phí này để đổi lấy sự an toàn tính mạng của chính ông. Tuy nhiên, những khoản chi tiêu nói trên chắc chắn sẽ làm tăng chi phí hoạt động của công ty, nhưng nếu công ty không hợp tác và không muốn được đồng sở hữu thì chắc chắn sẽ bị chính phủ tăng cường giám sát hoặc rơi vào cái gọi là chống chính phủ. Điều này sẽ rắc rối to. Bất ổn 6. Thiếu điện, nhân công, chip và công nghệ cốt lõi. Chúng ta còn nhớ rằng, cách đây ít lâu, tình trạng cúp điện thường xuyên đã xảy ra ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nhưng lần này, quan chức này lại nói tại cuộc họp rằng cần phải tăng cường quản lý than, điện, dầu, khí đốt, giao thông vận tải, v.v. và thúc đẩy cung cấp đủ điện. Rõ ràng đây cũng là một vấn đề lớn nữa đối với hoạt động của các công ty Trung Quốc. Ngoài ra, thiếu lao động cũng là một bài toán nan giải. Vì hiện nay nhiều người có bằng đại học nên tất nhiên không muốn làm công nhân trong nhà máy, ai cũng muốn làm văn phòng, nhưng số lượng việc làm đang giảm dần nên có hiện tượng nhiều người không tìm được việc làm. Họ thà đi giao đồ ăn, chuyển phát nhanh hay lái xe ôm công nghệ. Nói cách khác, các lĩnh vực này đã lấy rất nhiều lao động của ngành sản xuất. Ngoài ra, mặc dù Trung Quốc cũng có ngành công nghiệp bán dẫn và cũng sản xuất chip, nhưng Trung Quốc thiếu chip cao cấp và công nghệ lõi như TSMC, Intel hay Samsung. Ngoài ra còn bị Hoa Kỳ chặn hoàn toàn nguồn chip cao cấp của Trung Quốc. Vì vậy, tương lai phát triển ngành công nghệ cao của Trung Quốc chắc chắn sẽ rơi vào thời kỳ đen tối. Điểm bất ổn thứ 7. Nguy cơ đánh giá sai dữ liệu kinh tế. Cách đây vài ngày, cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ đã công khai chỉ trích tại một cuộc họp rằng các chỉ số dữ liệu kinh tế chính thức là rất tốt và nó hoàn toàn không phản ánh rủi ro suy thoái kinh tế. Điều đó có nghĩa là các dữ liệu của Trung Quốc công bố không đáng tin cậy. Hãy bỏ qua một bên vì sao ông Lâu lại úp mở chuyện nội tình này. Nó có thể liên quan đến đấu tranh bè phái, nhưng chúng ta phải chú ý đến một vấn đề là không chỉ chính quyền địa phương dùng dữ liệu sai để lừa dân và báo cáo tốt lên trên, dẫn đến tỷ lệ chung của đất nước bị sai lệch. Theo cách này, nếu cấp trên và cấp dưới lừa dối lẫn nhau, thì cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu tin vào số liệu thì sẽ đánh giá sai tình hình và đưa ra nhiều quyết định và yêu cầu sai lầm hơn. Quý vị vừa nghe qua những phân tích của học giả Đường Hạo về những bất ổn mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối diện vào năm 2022. Thưa quý vị, một giáo sư công nghệ nano của Đại học Harvard
bị cáo buộc nói dối chính quyền Hoa Kỳ về mối quan hệ của ông với một chương trình tuyển dụng do Trung Quốc điều hành và che giấu nguồn tài trợ mà ông nhận được từ chính phủ Trung Quốc. Cụ thể, ông Charles Lieber, chủ nhiệm khoa hóa học và sinh học tại trường Đại học Harvard, đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng nộp tại tòa án liên bang ở Boston. Bộ thẩm đoàn sẽ trở lại vào thứ Tư 15 tháng 12 theo giờ địa phương để xét xử vụ án. Các công tố viên cho biết, ông Lieber vào năm 2011 đã trở thành một nhà khoa học chiến lược tại Đại học Công nghệ Vũ Hán và thông qua đó tham gia vào đợt tuyển dụng của Trung Quốc có tên là Chương trình Ngàn Nhân Tài. Chương trình này nhằm mục đích để lôi kéo nhà nghiên cứu nước ngoài chia sẻ kiến thức của họ với chính phủ Trung Quốc để đổi lấy các đặc quyền bao gồm cả tài trợ nghiên cứu. Trường Đại học Vũ Hán đã cấp cho ông Lieber hơn 1,5 triệu đô la Mỹ để thành lập một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và đồng ý trả cho ông 50.000 đô la mỗi tháng cộng với 150.000 đô la chi phí sinh hoạt hàng năm. Các công tố viên cho biết, ông Lieber đã nói dối các nhà điều tra về sự tham gia của ông trong chương trình Ngàn Nhân Tài và cũng đã đánh lừa Harvard. Thưa quý vị, một con trai của cựu Tổng thống Panama, Ricardo Martinelli, hôm thứ Ba 14 tháng 12 đã nhận tội với cáo buộc rửa tiền của Mỹ, trở thành người con thứ hai của cựu Tổng thống Panama nhận tội rửa tiền. Theo các công tố viên, Ricardo Martinelli, 42 tuổi, người cùng có tên với cha của mình, đã đưa ra lời nhận tội tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York sau khi bị dẫn độ đến Hoa Kỳ từ Guatemala hôm thứ Sáu. Lời nhận tội của Ricardo Martinelli được đưa ra sau khi người em trai của ông, Luis Enrique Martinelli, 39 tuổi, đã nhận tội tương tự vào đầu tháng này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng hai anh em là trung gian cho việc thanh toán khoảng 28 triệu đô la hối lộ từ công ty xây dựng Brazil Odebrecht cho một quan chức người Panama trong thời gian cha của họ là tổng thống từ năm 2009 đến năm 2014. Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli chưa bị kết án về bất kỳ tội nào, nhưng ông vẫn đang bị điều tra ở Panama trong một cuộc điều tra riêng khác liên quan đến công ty Odebrecht. Phần cuối chương trình, xin gửi đến quý vị bài viết của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu với tựa đề Cần có chiến lược để doanh nghiệp tỷ phú Việt Nam đầu tư cho công nghệ. Bài viết này được ông đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 14 tháng 12. Sau đây là nguyên văn nội dung của tác giả. Cần có chiến lược để doanh nghiệp tỷ phú Việt Nam đầu tư cho công nghệ. 1. Tin một công ty tư nhân Việt Nam chi 1,1 tỷ đô la Mỹ, 24.500 tỷ đồng để mua 1 hecta đất 10.060 m2 ở Thủ Thiêm, đến cùng khoảng thời gian với tin tập đoàn Lego của Đan Mạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng nhà máy tại Bình Dương và tin Bắc Ninh trao giấy đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ cho tập đoàn Amkor của Hàn Quốc để xây dựng nhà máy lắp ráp, thử nghiệm vật liệu và thiết bị bán dẫn. Các tin trong cùng thời gian nhưng đã mang đến những cảm xúc trăn trở trái ngược. 2. Cùng là 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư, nhưng doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào công nghệ bán cho người ngoại quốc để thu tiền về nội quốc. Còn tỷ phú Việt Nam thì dùng đất Việt Nam xây nhà bán cho người Việt Nam, thu tiền của người Việt Nam. Doanh nghiệp nước ngoài vừa sở hữu công nghệ tiên tiến, vừa thu được tiền từ ngoại quốc. Còn doanh nghiệp Việt Nam không sở hữu được công nghệ tiên tiến, chỉ giàu lên nhờ vào đất đai của cha ông và đồng tiền của chính đồng bào mình. 3. Cùng là phải mời các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, nhưng chỉ sau ít năm thì Hàn Quốc và Trung Quốc đã tự sản xuất được các sản phẩm mà doanh nghiệp nước ngoài sản xuất. Hơn thế nữa, còn chế tạo ra các sản phẩm tiên tiến hơn để cạnh tranh lại. Nhưng đã 30 năm kể từ khi các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, Việt Nam không thể tự sản xuất được các sản phẩm thay thế. Năm 2020, các doanh nghiệp FDI đóng góp 202,89 tỷ đô la Mỹ, chiếm 71,7% xuất khẩu cả nước. Trong tổng số 299,67 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong 11 tháng vừa qua, thì doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 75%. Trong 51,9 tỷ đô la Mỹ điện thoại và linh kiện cùng 45 tỷ đô la Mỹ máy tính, điện tử và linh kiện đã xuất khẩu trong năm 2021, doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 99%. Một cách trung thực, Việt Nam không tự chế tạo được sản phẩm nào trọn vẹn. Các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, LG đặt nhà máy tại Việt Nam đã xuất khẩu hàng trăm tỷ đô la Mỹ sản phẩm sang Mỹ và EU trong nhiều năm qua, nhưng Việt Nam không học hỏi được điều gì về công nghệ. Samsung sẽ tiếp tục cạnh tranh với Apple, Sony thêm vài chục năm nữa. Samsung có nhà máy ở Việt Nam thì Việt Nam vẫn không thể tự sản xuất được các sản phẩm thay thế. 4. Tại sao? Vào những năm 70 thế kỷ trước, khi chiến tranh còn diễn ra khốc liệt, lãnh đạo nhà nước thời đó đã giao nhiệm vụ cho những người có trách nhiệm phải tự chế tạo được ô tô. Và vào năm 1972, những chiếc ô tô đầu tiên do Việt Nam tự sản xuất đã ra đời. Dẫu biết rằng động cơ không phải do Việt Nam tự chế tạo, nhưng trong điều kiện chiến tranh, phải nói đó là một cố gắng đáng ngưỡng mộ. Còn mạnh hơn thế nữa, lãnh đạo thời đó đã thể hiện tham vọng về nền công nghiệp hiện đại, bao gồm cả vũ khí nhiệt hạch.
Nhưng từ năm 1986 đến nay, đại hội nào cũng đề ra các chỉ tiêu kinh tế với số liệu cụ thể về GDP, song chưa hề có đại hội nào đặt mục tiêu cụ thể, rõ ràng về sở hữu các công nghệ tiên tiến để tự sản xuất, thay thế và cạnh tranh với sản phẩm của nước ngoài. Khi các lãnh đạo cấp cao mà không đặt mục tiêu về sở hữu công nghệ tiên tiến, thì các doanh nghiệp tỷ phú Việt Nam sẽ mải đi kiếm tiền trong bất động sản, dịch vụ và thương mại. 5. Đã đến lúc chính các lãnh đạo cao nhất của nhà nước cần đặt mục tiêu về sở hữu công nghệ tiên tiến. Đã đến lúc cần có chiến lược để các doanh nghiệp tỷ phú Việt Nam tập trung đầu tư cho công nghệ. 6. Đất là của thừa kế tổ tiên để lại. Tiền sinh ra từ đất có giá theo thời cuộc rất quý, nhưng là lẽ đương nhiên do tài năng của đất chứ không phải do sở hữu công nghệ. Tiền sinh ra từ sở hữu công nghệ mới bảo vệ được đất, mới làm cho đất nước hùng cường. 7. Từ đấu giá 1,1 tỷ đô la Mỹ cho 1 hecta đất ở Thủ Thiêm còn hiện lên hai bức tranh khác nữa. Một bức tranh về hàng núi tiền khổng lồ đã thất thoát từ chế tài giao đất với mức đền bù từ 50 ngàn đến vài trăm ngàn đồng trên một mét vuông, mà khi đấu giá lên đến từ vài trăm triệu đồng cho đến 2,4 tỷ đồng một mét vuông. Bức tranh thứ hai là dòng nước mắt của đồng bào Thủ Thiêm đi kêu oan đã 20 năm vẫn chưa ngừng chảy. Quý vị vừa nghe qua bài viết cần có chiến lược để doanh nghiệp tỷ phú Việt Nam đầu tư cho công nghệ của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu. Nội dung trên cũng khép lại mục tin tổng hợp trưa của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.